Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình có cái lô sâm hương các bạn. Mình giao lưu cho các bạn cái lô sâm hương. Sâm hương này thì được có mấy chục cây các bạn. 2-30 cây vậy hả? 2-30 cây các bạn ơi. Thì cái cây của nó thì có bộ đế chứ nữa các bạn ha. Có cây thì thân nó nhỏ, cây cũng thân lớn nè. Nhưng mà chủ yếu là cái bộ đế các bạn ha. Thì trong đây mình đã đánh số cho rồi. Đó, thì để giờ mình lên mình quay chi tiết cho bạn xem. Rồi có các bạn có thể lựa ha. Đó, đánh số cho nè, đồng giá 300 ngàn một cây các bạn. Đây. Ha. Rồi số 1 đâu lên đi. À, tốc hành lên cho này. Đây, số 1 nè bạn. Ha. Đó, quay qua vòng qua. Thì cái bộ đế nó mình mới sổ ra nè bạn. Ha. Nó có đế rồi. Thân cũng bay bay đổ đổ vậy nè, bơm hết trơn ha. Rồi số 1 300.000 cây các bạn. Tiếp theo số 2. Số 2 thì cây nó hơi, cái tông nó hơi cao, bộ đế nó cũng bự là gì nè. Đó, thì cái sâm hương này đó là ở nhà các bạn ơi. Hôm bữa hổm mình có quay cho bạn xem rồi đó. Nguyên lô luôn đó. Thì mình nhổ lên. Thành ra là giá nó cũng mềm ha, giao lưu các bạn giá mềm thôi. 300.000 các bạn. Bộ đế nè. Rồi. Số 2. Số 3 nè các bạn. Ha. Nó hơi nhỏ một tí nhưng mà bộ đế nó vẫn đẹp nè ha. Số 3. Đây. Quay vòng ha. Rồi, tiếp theo. Số 4 các bạn. Này. Thân thì cũng uống lắc lượng hết trơn rồi ha. Để nè. Số 4. Số 4, tiếp theo là số 5. Đây. Cái này cây có thể làm cái cây giống hoành được các bạn. Hoành giống quyền vậy đó, tùy thôi. Hạ xuống hạ lên được hết rồi. Cũng đây cũng đẹp quá ha. Rồi, số 5. Tiếp theo số 6. Này. Nè, cái đế này là nó nằm trong một cái chậu đó các bạn, mình mới về ra bỏ vô chậu hơi bự tí ha. Bộ đế nó gì nè. Thấy không? Số 6. 300 trà. Số 7 các bạn. Đây. Quay sơ cho bạn xem thôi, quay vòng ha. Này thăng đẹp quá. Số 7. Rồi giá rẻ bất ngờ luôn ha. Tại vì cái này là của nhà các bạn ơi ha. Nhà em nó trồng mà mới nhổ lên thì giờ không có đi mua đâu. Thì mới có cái giá rẻ gì các bạn. Sâm hương mới lớn này mà giá 300 ngàn không? Tưởng tượng được không? Rồi. Số 8. Tiếp theo là cái số 9 các bạn. Đây. Đủ ba gì cũng được hết trơn á. Ha. Cục đế còn lớn nữa nè. Đó. Số 9 các bạn. Số 10. Đây. Thì mình có mấy chục cây bự này thôi. Còn lại cũng có một số cây nhỏ bên kia các bạn. Cũng tụt 30-40 cây gì nữa đó. Thì các bạn cứ giao lưu này đi, rồi cần cái nhỏ mình có thể giá rẻ hơn tí nha, giá rẻ hơn này bạn. 11. Tiếp theo là cây 12. Ui da, 12 này quá dữ lắm các bạn. Quá khủng luôn. Giá 300 ngàn, bất ngờ luôn bạn ha, giá rẻ bất ngờ luôn. Đây số mấy đây, 13. Đây, không có các bạn xây nữa các bạn ơi ha. Mình mới làm ở đây thành ra còn thiếu thốn lắm các bạn. Không đảm ha, ngày mai mình làm bạn xây luôn. Rồi, 10 mấy vậy? 14 các bạn. Đây, cái đó 13 đó, đây 14 nè. Ha. Đây, 14. Rồi, tiếp theo. 15. Đây, 15 cái chật lắc lượng lâm ba luôn. Bộ đế đẹp luôn rồi. Sam hương. 15. 16. Đấy nè. 16 bạn. Cái này đổ luôn rồi ha. Đó. Đổ xuống thuốc mình chậu luôn rồi. 16.
17 bạn, một con nè. Trình hình luôn bạn ha. Đó. Xem lại cái số coi. 17 bạn. Ha. À, cũng đấy nè. Rồi, tiếp theo là 18. À, 18 là cây bự nhất bạn luôn. Đúng ra mình lấy cây này lại nha bạn. Bình thường là cái cây này phải giá cao hơn. Bạn nào chọn số 18 là đúng bài luôn à. Bài chà bá lửa luôn. Nhưng mà mình thấy có một cây một bự các bạn cũng lấy lại làm gì á, cũng lên giá gì luôn. Giúp cho bạn là số 18 là 300.000 đúng không bạn. Ha. Không cần thiết phải giá cao giá thấp gì hết trơn á. Chơi vậy đó. 18. Chơi vậy mới độc đáo ha. Rồi tiếp theo là cây số 19. Ha. Đây 19 nè. Đó, anh quay cái chiều cao của nó các bạn. Cái này là trực lắc các bạn. Ha. Lắc lượng bộ đế nè. 19. Tiếp theo là số 20. Đây, 20 cục đế quá trời luôn bạn nè. Ha. Đó. Số 20. Nè. Đây luôn ha, cái đế luôn. Rồi, tiếp theo là số 21 các bạn. Đây 21 dán bay luôn ha, quá trời luôn nè. 21 đúng không, 21 rồi. Rồi tiếp theo 22. 22 này hơi nhỏ các bạn, nhưng mà cái đế nó đẹp quá nè ha, đế điệu luôn, thân thì nhỏ ha. Rồi 22, tiếp theo là 23 các bạn. Đây 23 là một cây dáng bay luôn, mình quay cho các bạn xem là tốc hành luôn ha, không có ở đó mà cà lắc cà lượng, cà lắc cà lượng mà chờ đợi lên trên đó. Đây cây này cái bay nữa bạn ha, bay này đẹp á. Số 23. Rồi tiếp theo số 24 các bạn. Đây 24 là một cục gì đây, làm trình đình luôn. Ừ lắc ơi, cái này nhánh nó bay ra nè bạn, cây này đẹp á, quái ha. Không sao nãy giờ mình thấy cây nào cũng đẹp, chứ đâu có cây nào xấu người ta. 24 mà. Cây nào cũng đẹp trơn. Đây có cây này nè, 25 là cây trực nè, trực nhưng mà có cành này nó không rớt cũng được nè bạn. Cũng lạ ha. Đây. Nè, cô đế nó nè. Cái gì nè. Đó. 25. Tiếp theo là 26 các bạn. Đây. Cái cục đế trình lên luôn, quá trời luôn đó mà ha, thăng nó là hơi dài tí, hãy quay vòng quay. Rồi 26 bạn. Tiếp theo 27. Đây cụ đế nè. Nói chung cái đám này, cái bầy này thì đế nó đẹp quá ha. Cái nào cũng có đế nữa, đế xuồng xuồng quá trời luôn nè. Nói chung là cái này là của nhà các bạn, cho em cho lưu giá này, chứ nếu mà đi mua không cho lưu giá này các bạn được đâu ha. Đó 27 300.000, quá trời rẻ luôn. Rồi tiếp theo là 28. Đây một cây lùng lực mà bay các bạn. Đây là cây bay mà nó ngắn ngủng à. Có hai tắc cái bay, cái cành bay nó hai tắc mà nó nụ ngằng các bạn thấy không ha. 28 để có luôn. Rồi tiếp theo là còn cây đúng không, 29 cây hả? 29 cây bạn. À, hôm nay mình giao lưu bạn 29 cây sâm hương. À, củ đế thân cành thì quái lắc lượng. Đó, bạn có thể nghiên cứu ơi. Rồi cái số điện thoại mình để trên màn hình nha bạn. Ha, à, các bạn có thể gọi để giao lưu ha, lựa cái cây ưng ý đi. Thì 29 cây này mình giao lưu là giá 300.000 một cây ha. Với lại mình còn số này nữa bạn. Cũng có đâu hai mấy cây gì nữa đó. Cây bu bu nhỏ nhỏ với lại nó hơi xấu thì nếu các bạn muốn mua mấy cây này thì để ngày mai đi, hoặc là có thể gọi qua Zalo xem được cây mình có thể Zalo của bạn là tùy theo cây các bạn, hoặc là muốn bạn muốn lấy nhiều hai ba cây thì bán rẻ cho ha. Đó không còn nhiêu cây các bạn, có gì ngày mai mình lên cái này cũng được, còn không thì các bạn mua cái này các bạn có thể gọi qua đây để tư vấn lấy cái này luôn cũng được ha. Rồi mình xin chúc các bạn chọn được cái cây ưng ý ha. À, số điện thoại mình để trên màn hình nha bạn. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Xin chào và hẹn những cái video tiếp theo.